Mới tải được workshop có mấy con hot đẹp đẹp. Tập về coi nó năng lực chiến đấu nó như thế nào. Ví dụ đây là con nhỏ anh nè, nó được mod vàng luôn nè. Chơi chưa? Hot quá đẹp. Rồi nó đánh nhau thử nha. Để thử con dê. Ở team 2 à. Ok, bắt đầu. Như là hai con dê. Rồi nó có tia là dê ở dưới chân các bạn. Bò kìa. Lại nha. Giờ cho nó đánh như là con Hippo. Shit. Win rồi. Ok, bây giờ ta có một đàn nhện. Ở trời luôn. Có với lại team 1 là Enony chết. Kiếp. Ok. Action. Về quá dữ dội. Nhà anh là win rồi. Tiếp theo sẽ có một con Mentor nè. Sẽ có 3 cặp 3 mắt lực đó. Và rất là nhiều gai trên lưng. Không kiếp chưa? Và với 3 con Spino. Action. Có khả năng cùng lửa nha. Học tương ba luôn. Đâu á? Điều gì coi? Mặt giáp, mặt gai. Đuôi là khủng long, thế đuôi là cá sấu à. Còn body là chân là của con T-Rex. Cổ là của con gì không biết. Cái đầu là của con heo hao hay sao. Con Spino winner. Tiếp theo là có một voi mammoth có giáp ở trên cái đầu này. Cưỡi ngựa. Cái người cưỡi nè. Có đeo mấy cái khiên xung quanh. Có cung tên à. Đều là một anh Reno. Có một chiến binh ở chơi luôn. Anh chiến binh người da đen. Kỹ thuật chủng tộc nào đây? Action. Ồ, Reno mạnh quá vậy. Ủa dân dòi luôn. Có cung tên mà thua à. Đáng lẽ con Reno này hình như là to hơn cả con dòi nữa. Ở ngoài con Reno làm gì to bằng dòi. To elephant được. Reno mà dữ dằn vậy. Reno này bự quá. Tiếp theo chúng ta sẽ có heo stun à. Hồi nãy là elephant rồi. Xưa có skeleton nha. Action. Ok,
có 3 skeleton. Đã bị tiêu diệt ở chiến binh Reno. Chờ Leffen này store hơn nha. Hồi nãy Leffen kia ngang ngửa với Reno khỏi Leffen store hơn. Này có vẻ gần với thực tế hơn à. Con tê giác làm sao mà to bằng con voi được. Nếu nó to bằng thì con voi thua chắc rồi. Giờ mình sẽ cho một binh lính ở trên. Như là đâu, hung thủ hay súng đây. Đây 2. Ok. Action. Reno đẩy lùi được thì là phân luôn à. Ghê vậy. Thua rồi. Reno là mạnh quá vậy. Tiếp theo là có Radio Sarat. Đeo mấy cái giáp ở trên lưng. Đó. Nó cho người lên đây. Chiến binh lên đây. Ok. Chiến binh là Monkey. Anh chế bơm. Rồi bị kéo dân rồi. Còn lại 2 con Raggio. Đủ rớt rồi. Không còn đánh nhau. Còn 2 cung á. Chắc bất tử quá. Thôi qua con khác. Ok, nói chung là trong cái clip này nó review cái con nhện này, sức mạnh của nó, như lại cái kết cấu tạo ra nó, dùng mấy cái mấy cái decor nè. Đó, mấy cái decor, mấy cái gear trong đây nè để tạo ra nó. Đó. Thì cái con này dùng cái con nhện gốc. Ở dưới lưng của nó có mấy cái tia laser nữa nên tăng sức mạnh. Chứ con nhện gốc nó không có mạnh được nói vậy đâu. Ok, coi như xong clip này nha. Clip sau mình sẽ review con khác. Ai muốn tải thì lên workshop tải về.